Xin chào quý vị và các bạn. Hiện tại khối không khí lạnh vẫn đang tiếp tục được bổ sung yếu vào lệch đông. Dự báo trong ngày hôm nay tại các tỉnh thành Bắc Bộ trời chuyển nhiều mây hơn. Một vài nơi thuộc vùng núi và các tỉnh giáp biên giới phía Bắc như là tại Cao Bằng, Lạng Sơn có mưa nhỏ vào đêm và sáng sớm. Tuy nhiên mưa xảy ra với lượng không nhiều và kết thúc nhanh. Do khối khí lạnh lệch đông nên mang theo lượng ẩm dồi dào vào đất liền. Chính vì vậy mà độ ẩm trong không khí trong ngày hôm nay cho toàn vùng ở ngưỡng khá cao, trung bình dao động trong khoảng từ 85 cho đến 90%. Càng về trưa thì trời sẽ càng giảm mây, nhiệt độ tăng dần, phổ biến dao động trong khoảng từ 22 cho đến 25 độ. Tuy nhiên, khoảng chiều tối và đêm nay, khi rãnh gió Tây trên mực 5.000 m được thiết lập trở lại, sẽ gây mưa cho khu vực phía Tây Bắc Bộ. Các tỉnh vùng núi Việt Bắc và Đông Bắc, mưa được dự báo sẽ phân bố khá đều cả về diện và lượng. Do có mưa kết hợp với không khí lạnh bổ sung yếu, nên nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay chỉ dao động ở ngưỡng từ 17 cho đến 20 độ, vùng núi có nơi còn thấp hơn. Đến với các tỉnh thành miền Trung, dự báo trong ngày và đêm nay trời phổ biến là không mưa, ban ngày có nắng nhiều, nhiệt độ có sự tăng dần từ Bắc vào Nam, với nhiệt độ cao nhất trưa nay dao động trong khoảng từ 24 cho đến 27 độ cho khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Riêng khu vực Nam Trung Bộ, do không chịu ảnh hưởng của không khí lạnh cho nên nhiệt độ cao hơn, phổ biến ở ngưỡng 28 cho đến 30 độ. Trong đêm nay tại đây vẫn duy trì trạng thái ít mưa, trời mát mẻ, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 21 cho đến 24 độ cho toàn vùng. Lui xuống phía Nam, vẫn đang là thời kỳ mùa khô nên thời tiết ít có sự biến đổi. Tại khu vực Tây Nguyên trời có nắng nhiều, khô ráo với độ ẩm trưa chiều giảm thấp, chỉ dao động trong ngưỡng từ 65 cho đến 70%, cùng với nhiệt độ ban trưa dao động trong ngưỡng từ 28 cho đến 31 độ. Tuy nhiên càng về đêm thì nhiệt độ càng giảm nhanh, phổ biến trong khoảng từ 18 đến 21 độ, trời rét nhẹ. Tại khu vực Nam Bộ, nắng nhiều hơn nên nền nhiệt độ ở đây cũng có xu hướng cao hơn từ 1 đến 2 độ, phổ biến dao động trong ngưỡng 31 cho đến 33 độ. Nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay tại Nam Bộ dao động chủ yếu trong khoảng từ 23 cho đến 26 độ. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn sẽ được dự báo như sau. Mặc dù khối không khí lạnh được bổ sung thêm nhưng cũng không làm thời tiết tại thủ đô Hà Nội biến đổi nhiều. Trong ngày hôm nay trời phổ biến là không mưa, vào thời điểm sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác. Sau khoảng 8 giờ sáng thì trời sẽ giảm mây và nhiệt độ có xu hướng tăng dần, đạt mức 24 cho đến 25 độ vào khoảng trưa chiều. Đến với thành phố ven biển Hải Phòng, cũng chịu tác động của khối không khí lạnh tăng cường yếu, cho nên trong ngày hôm nay trời sẽ chuyển nhiều mây hơn. Vào đêm và sáng sớm sẽ có mưa nhỏ kèm theo sương mù rải rác, vì vậy sẽ hạn chế tầm nhìn khi lưu thông vào thời điểm này. Trong ngày hôm nay, lượng mây nhiều và dày hơn, chính vì vậy mà nhiệt độ sẽ không có cơ hội tăng cao. Trưa chiều nay, nhiệt độ cao nhất sẽ không vượt qua ngưỡng 24 độ. Tuy nhiên, thời tiết vẫn thuận lợi cho các hoạt động lưu thông cũng như là buôn bán của người dân chuẩn bị cho dịp Tết đang tới gần. Đến với thành phố du lịch Đà Nẵng, nằm trong xu thế thời tiết chung của các tỉnh Trung Trung Bộ, cho nên dự báo trong ngày hôm nay chỉ có mưa nhỏ vào thời điểm về đêm và sáng sớm, còn vào ban ngày thì mây tan dần, nắng sẽ xuất hiện nhiều hơn, với mức nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay sẽ dao động trong khoảng từ 26 cho đến 27 độ. Ban đêm trời chuyển nhiều mây, với mức nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay sẽ dao động trong ngưỡng từ 22 cho đến 23 độ. Đến với thành phố Đà Lạt, trong ngày hôm nay thời tiết cũng khá ổn định, trời quang mây, có nắng nhiều và cái nắng của Đà Lạt lại rất nhẹ nhàng. Đến 11 giờ trưa khi mà trời đã lên cao thì nắng vẫn chỉ giữ ở mức làm ấm cơ thể sau một đêm dài lạnh. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn lại đang vào mùa khô khiến cho du khách đến với Đà Lạt trong tháng 1 có nhiều trải nghiệm thú vị. Vào trưa chiều thì nhiệt độ sẽ dao động trong ngưỡng 23 độ và hạ thấp trong khoảng từ 16 cho đến 18 độ về đêm sẽ đem lại cảm giác se lạnh, một cảm giác rất đặc trưng của thành phố ngàn hoa này. Tại thành phố Hồ Chí Minh, ban ngày trời phổ biến là có mây thay đổi, có nắng nhiều với nhiệt độ giữa trưa và đầu giờ chiều dao động trong khoảng từ 31 cho đến 33 độ. Về chiều muộn, nhiệt độ cũng giảm dần xuống mức từ 25 cho đến 28 độ. Lưu ý đang là mùa khô kết hợp với độ ẩm vào trưa chiều thấp, bà con cần đề phòng các hiện tượng chập cháy ở nơi dân cư đông đúc hay các khu chợ lớn, nhất là thời điểm Tết Nguyên đán đang tới gần, lượng hàng hóa dự trữ nhiều là nguy cơ tiềm ẩn lớn. Với thành phố Cần Thơ, ngày hôm nay thời tiết không có nhiều biến đổi so với ngày hôm qua. Trời phổ biến ít mưa và có nắng nhiều, với nhiệt độ ban trưa thấp hơn từ 1 cho đến 2 độ so với các tỉnh thành thuộc miền Đông. Nhiệt độ ban trưa phổ biến ở mức là 32 độ. Thời tiết nắng ráo thuận lợi cho việc buôn bán của người dân cũng như trải nghiệm trên các chợ nổi của du khách thập phương đến với nơi đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin thời tiết đô thị của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.